tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Toàn dân chuẩn bị trang phục, tiễn đưa người về nơi ấy cuối trời, nơi không chỉ có Bác Hồ và những người khai quốc, mà còn có Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Tổ quốc ngàn năm bao người tiếp bước, dân tộc còn bởi nước non sinh ra những bậc đại anh hùng. Có hàng trăm vần thơ cảm động như thế kính dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi nghe tin Đại tướng qua đời. Đây thực sự là mất mát lớn lao của dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là đại tướng đầu tiên Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nói như báo AFP của Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người được kính trọng nhất ở Việt Nam chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tướng Giáp được ca ngợi là một thiên tài quân sự với chiến thuật du kích đánh bại cả đế quốc Pháp và Mỹ. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau xem lại hình ảnh của Đại tướng gắn liền với lịch sử dân tộc của Việt Nam. Là thế kỷ của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhiều nước trên thế giới. Trong dòng thác nhân loại bị áp bức đứng lên chống đế quốc giành quyền độc lập, Việt Nam, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu. Là một kiến thức sống đi theo đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp là người được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ. Dù cơ mưu của biết bao danh tướng của cả Pháp lẫn Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành người chỉ huy tiêu biểu của quân đội ta suốt nửa thế kỷ chiến đấu. Những ngày qua đã có hàng vạn người đến với căn nhà số 30 Hoàng Diệu. Chúng ta không phải ai cũng có cơ hội ấy, cũng như cũng đã được nghe rất nhiều những thông tin, hàng trăm bài báo, lời bình luận của hàng triệu người dân về thông tin đại tướng đã qua đời. Hãy cùng lắng nghe cảm xúc của những thế hệ người Việt Nam. Vẫn biết rằng sinh tử là lẽ thường của đạo hóa, song sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một mất mát quá lớn đối với đất nước ta, quân đội ta và nhân dân ta. Vĩnh biệt Đại tướng, một con người đã trở thành huyền thoại. Con ở Việt Nam không tin kiếm được, nhìn thấy cụ trên truyền hình từ nhỏ đến giờ, con rất tự hào rằng là con dân Việt Nam sinh sau trong thời bình. Con mãi mãi đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, một vị đại tướng nhân dân đã chiến đấu cho thế hệ sau được sống hạnh phúc đến ngày nay. Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn. Cụ đã dẫn dắt chúng, cha ông chúng con làm cho người Pháp về nề người Việt Nam, từ đó thế giới biết đến Việt Nam. Và ngày nay, người Mỹ cũng phải nghiêng mình trước cụ. Cụ sống mãi trong trái tim chúng con. Đại tướng đang nhìn thấy tất cả lòng dân đối với đại tướng. Đại tướng chắc sẽ an tâm khi thấy chúng con yêu thương và đoàn kết đến như vậy, phải không? Con luôn nghĩ đại tướng vẫn đang sống, sống mãi trong lòng dân tộc. Chúng con thương nhớ đại tướng nhiều lắm. Con sinh ra đất nước hết chiến tranh, trang lịch sử nêu gương người sáng mãi. Người ra đi ngàn người tiếc nuối, không nghẹn lời con khẽ gọi Bác ơi. Chúng ta những người dân Việt Nam như ngày này càng cùng xích lại gần nhau với cảm xúc nghẹn ngào. Hãy dành một phút mặc niệm để thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng, tiễn biệt vị danh tướng vĩ đại của dân tộc Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng. Phút mặc niệm bắt đầu.
Cả nước Việt Nam sẽ để quốc tang đại tướng từ chiều 11 tháng 10 đến hết sáng chủ nhật 13 tháng 10. Các cơ quan, gia đình trên cả nước treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Lễ tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô cùng toàn